chào mừng tất cả cô chính chị đến với kênh jibo sáu của em ha thì hôm bữa giờ em cũng không có lên video đó cô chính chị thì nhiều cô chính chị hỏi về dê á thì hôm nay thì yêu cầu của một số anh mà hôm bữa giờ kiếm cái hàng mà mẹ dẫn con đó cô chính chị thì hôm nay em có một cái bài này của chính chị ha những cái anh mà hôm bữa alo cho em á thì xem được thì alo lại cho em ha thì bài này là chín con cái hả cô chính chị chín con cái À, có hai con đồ xô còn lại là bò lửa hết cô dính chị ha à, chín con cái là nó dẫn mười con con của chị năm được năm cái và một con cái à, bò lửa đang bầu à, nói chung là gần gần đẻ hơn cô chị ha khoảng từng lễ nữa đẻ ha thì à, tổng cộng là mười con mười con mẹ mười con con mà trong cái đó có một con mẹ bầu gần xanh hay cô chính chị ha đó thì em cũng không làm mất nhiều thời gian của chính chị luôn giá công khai luôn 36 triệu thôi của chính chị ha là em bao xếp bán kính 40 km thôi của chính chị ha cô của cô chính chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhắc máy alo cho em qua số điện thoại 038 chín ha hàng này là hàng tơ đẻ lứa đầu thôi cô chính chị ha nói chung là hàng này là hàng tơ đẻ lứa đầu đẻ lứa đầu tiên cho nên là mẹ vẫn chỉ có một con thôi cô chính chị có còn mẹ thì đẻ được hai con thì còn lại là đẻ một con của anh chị của anh chị thấy không con bò lửa đẻ ra con được lửa rất là mượt của anh chị bóng mượt lắm chung là dê này rất là mát sữa của anh chị ha thì lâu lâu em mới bắt được một bài này thì em về em chia sẻ là của anh chị nào mà nuôi á thì hiện tại là mưa cũng đã có rồi cỏ cũng đã mọc lên rồi ha của anh chị ha thì em của anh chị nào muốn chúng ta muốn mua những cái bộ mẹ con dẫn về con như thế này á thì chúng ta alo cho em ha qua số điện thoại em để trong hình đó và số điện thoại là 0389111149 ha em sẽ nhắc lại là cái bài này là chín con mẹ dẫn 10 con con năm con đực năm con cái ha cô chú anh chị và một con mẹ đang uh, bầu quần xanh ha cô chú anh chị ha tất cả trong đây đều là mẹ lứa đầu ha cô chú anh chị ha đang dẫn con là dẫn lứa đầu của cô chú anh chị nói chung là dê tơ luôn đó, cô anh chị tơ lứa đầu ừ, cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ alo cho em ha nói chung là hàng này cũng là gọi là hàng chất lượng quý anh chị để ra con nào con nấy tay chân pin pin lực lực không anh chị chút xíu nữa thì sẽ em sẽ quay cái con được đầu xô con của anh chị pin lùng tay chân to ha chút xíu nữa sẽ có video cận cảnh để cho cô chú anh chị xem tham khảo ha đó con nào con nấy mức rượt thôi anh chị nói chung là dê này rất là mát sữa của anh chị ha đó. thì cô chú anh chị nào mà thấy xem mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cả lâu cho em ha chín con mẹ dẫn 10 con con và một con mẹ đang uh, uh, có chữa gần xanh hơn có trên vậy ha đó giá yêu thương luôn 36 triệu bao ship bán kính bôn, 40 km hồi chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhắn máy alo cho em ha đó. thì nói chung là hàng này ra con rất là chất lượng của anh chị tại vì có con được cha đó đó được cha rất là chất lượng ha còn cô chú anh chị nào muốn bắt thêm một con đực nữa thì em sẽ quay một cái video riêng em gửi cho cô chú anh chị mà khi mà anh chị chốt cái bài này ha ở cô chú chị thấy không còn gì con con nào nấy rất bóng mượt mà uống nụ luôn cô chú chị đó còn nào con nấy mức rượt ha à. à tại vì tơ đẻ lứa đầu cô chú chị nó đẻ một con trời nuôi rất là khéo luôn chú ha tất cả điều này đều là dê tơ của anh chị thì chúng ta mua dê vậy thì chúng ta về có con sẵn của anh chị ha thì chúng ta mau lấy lại vốn của anh chị còn khi mà chúng ta mua dê tơ á quý anh chị, chơi cô chú anh chị thích dây tơ mà cũng dây tơ và nó cũng 3 triệu mấy con là của anh chị thì mua dây đầu xô bò lửa thì cũng cũng cả trăm mấy ngàn ký rồi của anh chị ha thì uh, mua về chúng ta phải đợi thêm 5 tháng nữa mà chúng ta gác ra chúng ta phối ra thì chúng chưa chắc gì được những cái hàng đẹp như thế này rồi thứ hai nữa chúng ta phải chờ thêm 5 tháng nữa thì chúng ta như thế này thì chúng ta rút ngắn được thời gian của anh chị đó chúng ta đã coi gì con rồi ha, của anh chị ha và và khoảng 2 3 tháng sau nữa thì chúng ta bỏ vô chúng ta phối nữa thì nó sẽ bầu tiếp rồi cô anh chị ha. Đó. Thì nói chung là cái những cái con dê mẹ như thế này nó nuôi con rất là mát sữa cô anh chị. Đây những con con này là mới mới sanh trong mới có hai ngày nữa chị. Còn mấy con đó thì được 5 7 bữa từng lễ rồi cô anh chị ha. Đó. Thì 10 con mẹ. Nó cũng nói chín con mẹ dẫn 10 con con, năm được năm cái và một con mẹ đang có bầu sắp đẻ cô anh chị ha. Đó, con được cô anh chị thấy thấy con được con không? chân tay rất là to đó pin lùng luôn đó Nói chung là chân tay to lắm Nói chung là mấy con dê này nó nuôi con rất là khéo rồi anh chị ha con cô chính chị cứ xem đi thấy ưng ý hợp nhãn thì cái nhanh tay nhắn máy alo cho em ha hôm bữa có một số anh mà yêu cầu em lên những cái bộ mẹ con á lên cho nó khoảng 10 con mà ông dẫn uh, con á thì hôm nay em lên cái bài này nè cô chính chị nào mà thấy xem thấy ưng ý hợp nhãn thì cái nhanh tay nhắn máy alo cho em ha em bao xếp bán kính 40 km của anh chị ha giá này là rất uh, rất là bình dân của chú anh chị ha. đó tại vì nếu mà bây giờ chúng ta mua một con dây tơ thì nó cũng khoảng ba triệu mấy một con rồi vậy chị. bây giờ chúng ta mua có mẹ dẫn con luôn, thì chúng ta rút ngắn được có khoảng thời gian mà chúng ta phối giống rồi chúng ta trong đấy cái quá trình mà nó mang bầu thôi chuyện anh chị ha. vậy nó xanh ra nữa ha. đó còn thời gian này thì chúng ta nuôi chăm sóc kỹ càng dây con thì uh, mới 10 con này và có một con mẹ nó chuẩn bị đẻ một con, em cho đẻ một con nữa thôi, thì là mùa một mùa một con ha thì 11 con dê chốt này chúng ta nuôi thì chúng ta bán cũng được hơn phân nữa cái số tiền các bạn mẹ của trên chị ha. Đó. Khi mà chúng ta có dê ra như thế này thì chúng ta nuôi rất ổn nha chị. Còn khi mà chúng ta nuôi một cái thời gian mà khi chúng ta phối giống thì chúng ta đợi xem xanh thêm 5 tháng nữa của anh chị ha. Mang bầu thêm 5 tháng nữa mới xanh. Cái được con dê con này chúng ta sẽ trải thêm một cái quá trình thời gian rất là dài nữa của chị. Đó, trong khi chúng ta mua những cái này thì chúng ta về có dê con không của chị ha như thế này về chúng ta chỉ cần chăm sóc con mẹ thôi thì nó lớn lên thì nó có đủ sữa để nuôi con con nó còn bóng mượt ha đó con chính chị thấy không con dê con con nào đấy rất là bóng mượt bò lửa đầu xô nói chung là dê bài dê này nó ra con rất là đẹp ha tại vì kênh cha nó cha nó đẹp nước chuẩn ha thì con cha nó mới có một đôi con chị mà sáu mươi mấy ký ha cha nó đầu xô một đôi mà sáu mấy ký rồi ừ, cô chú anh chị nào mà muốn bắt luôn con trai nó thì cứ alo liên hệ em ha qua số điện thoại 0389 111149 ha đó em xin nhắc lại cái bay này là 36 triệu 10 con mẹ 9 con mẹ dẫn 10 con con năm được năm cái và một con mẹ đang ôm chữa gần xanh hơn cơ chính vậy ha Nói chung là hàng này thì nó nằm tầng 30 cho đến bốn mấy ký hơn chính vậy ha Tại vì có tại vì nó xanh rồi đó cho nên nó nó nó, nó nuôi con nên nó, nó hơi ấy Cô chính chị những cái con dê nó về chuồng em cho nó hơi dơ và do nó xanh á cho nên là cái dịch tiết nó còn ấy con chị cho nó đi qua ra lại nó qua lại dính con này con kia thì nó hơi có hơi dơ một xíu Cô chú chị thêm xong thông cảm giúp em ha đó thì cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn mà thích cho sở hữu những cái con mẹ nó nuôi con mát sữa như thế này và nó da con chuẩn như thế này á thì cô chú anh chị mà nhanh tay alo cho em ha thì mùa mua cũng sắp tới rồi nói chung là chỗ em cũng cũng có mưa vài nơi rồi thì cỏ nó cũng mọc lên rồi ha cô chú anh chị ha thì khi mà mưa xuống thì chắc chắn là chúng giá dê nó sẽ thay đổi hơn cô chú anh chị đó cho nên là mưa xuống thì cũng có nhiều cô chú anh chị thì muốn mua con giống để chúng ta nuôi thì uh, lâu lâu thì có một có một bầy như thế này mà dê con nó là rất là đẹp ha mẹ con nó rất là đẹp ha thì uh, cô chú anh chị nào mà muốn mua thì cứ nhanh tay nhấc máy alo liền cho em ha đó 19 con mẹ dẫn 10 con con, năm được con năm cái và một con mẹ bầu sắp xanh ha, giá 36 triệu. Em bao ship 40 km ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hộp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Đó. Anh chị thấy không? Còn nào con ấy nó dẫn con dê con thì dê tơ mà đẻ lứa đầu của cô anh chị. Rất là mát sữa cô anh chị ha mà nó nuôi rất là ú vậy đó cô chú anh chị thấy không con đực này sau này chúng cô chú anh chị mua về chúng ta để nó để làm giống dẫn được của anh chị ha có chân tay to bự không anh chị đây chân tao lùng một khúc ha. mà xô chuẩn xô tới vai nữa quý anh chị ha Đó. thì những con như thế này thì sau này chúng ta để lại làm được giống rất là ok quý anh chị Đó. Rồi, nói chung là em cũng cảm ơn tất cả quý anh chị trong thời gian vừa qua cũng ủng hộ cũng giống bên em ha em xin kết thúc clip đây Ê, chào ái ái tạm biệt ha chúc tất cả quý anh chị nhiều sức khỏe ha